Chào bạn, hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm 2020. Ngày 18 tháng 11 năm 2020, shop xe đạp Hưng My xin giới thiệu mẫu Xan ATS 830. Màu sắc con này đen cam, xe được trang bị cấu hình là ba dĩa 9 lip, tay đề Shimano Altus, cùi đề cùi đĩa Shimano Altus. Giá của hãng là 11.300.000. Giá hãng là 11.300.000 nha bạn nha. Tên con xe, thương hiệu con xe là Xan ATS 830. Tên con xe, thương hiệu con xe là Xan ATS 830. Tay đề con này là tay đề Shimano Altus, tay thắng dầu Techo. Bao tay là bao tay Xan Shimano Altus, tay thắng dầu Techo, bao tay Xan có sừng. Khung sườn được làm bằng nhôm. Xe được trang bị đi dây âm sườn. Tên con xe, thương hiệu con xe là Xan ATS 830. Phục nhúng dầu có remote khóa phục, hai thắng đĩa dầu Shimano. Màu sắc con này màu đen cam. Techo 27.5. Phục nhúng dầu có remote khóa phục. Bánh trước dùng ti bật tháo mở nhanh, hai thắng đĩa dầu Techo, bao tay Xan. Tên con xe là Xan ATS 830. Xan ATS 830. Màu sắc con này màu đen cam. Xe được trang bị đi dây âm sườn. Sườn mối hàng 7 cá. Tên con xe, thương hiệu con xe là Xan ATS 830. Xan ATS 830. Cùi đề đĩa con này được trang bị cùi đề đĩa Shimano Altus. Cùi đề đĩa Shimano Altus. Trục giữa cốt vuông bạc đạn. Giò dĩa con này được trang bị 3 dĩa. Cùi đề lip con này được trang bị cùi đề lip Shimano Altus. Lip con này là lip thả chính Shimano. Lip thả chính Shimano. Tên con xe, thương hiệu con xe là Xan ATS 830. Xan ATS 830. Xan ATS 830. Clip thả chính. Bây giờ test độ trơn các bạn xem nha. Màu sắc con này màu đen cam. Các bạn mua xe vui lòng gọi điện thoại số điện thoại 0937009995 hoặc 0984649676. Tên con xe, thương hiệu con xe là Xan ATS 830. Giá con xe của hãng đăng giá xe ở ngoài hãng là 11.300.000. Giá xe ở ngoài hãng là 11.300.000. Các bạn mua xe vui lòng gọi điện thoại số điện thoại 0937009995 0984649676 để được mua xe. Địa chỉ nhà 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Địa chỉ nhà 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại nhà, số điện thoại mua hàng là 0937009995 hoặc 0984649676. Tên con xe, thương hiệu con xe là Xan ATX 830. Tay đề con này được trang bị tay đề Shimano Altus, tay thắng dầu Shimano. Tay đề Shimano Altus, tay thắng dầu, tay thắng dầu Techo, tay đề Shimano Altus nha bạn nha. Bao tay là bao tay Xan. Tên con xe, thương hiệu con xe là Xan ATX 830. Xan ATX 830. Giá con xe đang được bán với giá theo giá hãng, theo giá hãng đề xuất bán lẻ là 11.300.000. Giá theo hãng đề xuất bán lẻ là 11.300.000. Khung sườn con này được làm bằng nhôm, ghi đông bô tăng cốt yên nhôm. Giá bán lẻ đề xuất của hãng là 11.300.000. Xe được trang bị đi dây âm sườn. Tên con xe, thương hiệu con xe là Xan ATS 830. Yên là yên Xan, cốt yên là cốt yên Xan. Cùi đề đĩa con này được trang bị cùi đề đĩa Shimano Altus. Cùi đề đĩa Shimano Altus. Giò dĩa con này giò dĩa cốt vuông 3 dĩa. Clip con này là clip thả chính Shimano. Cùi đề clip là Shimano Altus.
khung sườn con này được làm bằng nhôm. Tên con xe, thương hiệu con xe là Zan ATS 830. Zan ATS 830. Giá xe, giá hãng đang được bán với giá hãng đang chào giá. Hãng gọi là giá hãng bán ngoài cửa hàng là 11.300.000. Đó, tên con xe, thương hiệu con xe là Zan ATS 830 nha các bạn nha. Có chuông, có phản quang. Đó. Khung sườn được làm bằng nhôm, xe được trang bị DJ âm sườn. Màu sắc con này là màu đen cam. Yên là yên Zan. Cốt yên là cốt yên Zan. Thương hiệu con xe là thương hiệu Zan, mã xe là mã ATS 830. Địa chỉ mua hàng là 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Địa chỉ mua hàng là 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng là 0937009995. Chào các bạn.